Tiếp theo là mình sẽ đến cái câu số 2 đi. Câu số Vâng. 2 tính phế x y đúng không? Đấy thì cái này nhá. Cái này anh chưa nói trên video của anh. Đấy, cái này anh chưa nói trên video. Thì bây giờ anh sẽ chỉ cách tính nhá. Cái phế x y này Được. kiểu gì. Đấy. Đây mình cùng xem. Phế x y. Đầu tiên ghi lý thuyết trước nhá. Vâng. Để làm câu 2 ấy, thì mình phải nhớ để trong cái biến ngẫu nhiên mà hai chiều ấy, biểu nhân từ dạng hai chiều, anh mới chỉ cách tính mấy cái thôi, nhưng mà cái này ấy, nó sẽ rất là cần nhiều lý thuyết hơn. Đây mình sẽ nói lại một chút này về cái biến ngẫu nhiên hai chiều đã, xong rồi mình có thể làm được. Vâng. Em nắm chắc được cái ý chưa? Đi rồi ạ. Ngẫu nhiên hai Còn chiều. lại cứ nói lại đi. Đây thì ấy, người ta cho mình dạng như nào? Đấy, vào đề thi ấy, hay để kiểm tra ấy, người ta cho mình cái dạng là gì? Y trước x ở sau như này đúng không? Đây, nó sẽ cho cái dạng như này. Vâng. Đó. Đấy, theo đề nó chỉ cho từ đây đến đây thôi. Từ đây đến đây. Rồi. Hai cái cột này anh chứng minh thôi đúng không? Bằng với xuất thì luôn tổng bằng 1. Anh chứng minh cái điều này thôi. Và bây giờ này, mình sẽ xem nhá. Ở đây, đầu tiên mình phải biết cách tìm bằng hồi xuất của x và bằng hồi xuất của y. Thì rất là dễ thôi đúng không? Bản chất là gì? X nó vẫn nhận các giá trị là x1, x2, x3 thôi. Đấy, x mà. Thì đây theo hàng dọc này, nó vẫn nhận các giá trị x1, x2, x3. Thì đấy, nếu mà người ta bảo mình tìm cái bảng hồi xuất của x, thì mình sẽ lấy luôn x1, x2, x3 ở đây. Và xác suất của nó sẽ là tổng cho hàng ngang này này, đúng không? Vì x1 ấy, x1 này, xác suất của nó sẽ có cái này và cái này, đúng không? Tổng hết lại, theo hàng ngang mà. Còn x2 cũng vậy, tổng ba cái này. X3 cũng vậy, tổng ba cái này luôn. Đấy, thì đấy chính là gì? Bảng Xác hồi xuất suất của x, là đúng không? Đúng không? Xác suất vâng lần lượt của x, đúng không? Mà từ vâng mình có bảng hồi xuất của x rồi thì mình sẽ tìm ex với x bình thường. Đây các giá trị đặc trưng của nó, bao gồm trung bình và phương sai thì bình thường. Đấy. Còn ấy, bảng hồi xuất của y ấy thì mình cũng sẽ tìm được đúng không? Vì bản chất là gì? Y nó vẫn nhận các giá trị là y1, y2, y3 thôi. Đấy. Và ấy, xác suất của y sẽ theo hàng dọc đúng không? Đấy mình thấy nó xếp theo hàng dọc này mà. Mình sẽ tổng hết ba này vào là xác suất của y. Y1 này, y2 này, y3 này. Đấy. Thì sau khi đó mình tìm được bảng hồi xuất của y rồi thì mình cũng sẽ tìm được những cái giá trị là gì? EI và VI bình thường, được chưa? EI VI bình thường. Đấy, vậy là mình đã biết cách tìm rồi nhá. Đấy, tí nữa mình vẫn phải dùng cái EX EI. Đấy, cho nên ý, em phải nhớ cái này đúng không? Vẫn phải tìm EX EI đấy. Ok. Rồi. Và ấy, ở đây mình cũng cần phải nhớ thêm một cái xác suất có điều kiện đúng không? Tìm bảng xác suất có điều kiện. Đấy. Có điều kiện thì cái này cũng dễ thôi. Ví dụ nhá, phân phối của x thì y bằng y1 đúng không? Tức là gì? Ở đây bản chất vẫn là phân phối của gì? Của x. Đúng không? Vẫn là phân phối của x thôi. Thế và x nó vẫn nhận các giá trị là x1, x2, x3 không? Nhưng mà nó lại với điều kiện là y bằng y1, tức là nó cố định y bằng bao nhiêu rồi? y1 đây đúng không? Cố định y bằng y1 rồi, tức là x nó cũng chỉ nhận được các giá trị xác suất ở trong từng này thôi. Đấy, thì để tìm rất là dễ thôi. Để tìm nhá. Mình sẽ lấy là gì? Xuất phát từ cái công thức xác suất có điều kiện ở chương 1 ấy, PB với điều kiện A sẽ bằng là PAB chia PA. Vậy bây giờ là gì? Bây giờ mình đang cần tìm xác suất này chẳng hạn, thì mình sẽ tìm là gì nhỉ? PX bằng x1 với điều kiện là y bằng y1 đúng không? Bởi vì điều kiện là y bằng y1 đây. Đấy. Thì nó sẽ là gì? Đây, PA nhân B đấy cũng vậy này, PX bằng x1 và y bằng y1, cái nhân này biểu thị là và ấy. PX bằng x1 và y bằng y1 và chia cho PY bằng y1. Mà PY bằng y1 ý, thì nó là tổng ba cái này nãy nói rồi đúng không? Là y bằng y1 mà nó sẽ là tổng cho hàng dọc, thì rất đơn giản thôi. Bây giờ px bằng y1 ý, thì mình chỉ cần lấy cái gì nhỉ? Mình chỉ cần lấy cái này chia cho cái này. Đấy, px bằng x2 mình chỉ cần lấy cái này chia cho cái này, và px bằng x3 chỉ cần lấy cái này chia cho cái này. Đấy thì chắc chắn nó sẽ bằng 1 đúng không? Vì mình xem là từng cái loại này chiếm bao nhiêu trong tổng cái này mà, chắc chắn sẽ bằng 1. Đấy, ok. Và cách lập bảng hồi xuất của y cũng tương tự như vậy đúng không? Y cũng tương tự như vậy đây. Đấy, lập của y thì y bản chất vẫn nhận các giá trị này. Ví dụ bây giờ mình cần tìm đúng không? Là y với điều kiện là x bằng x1 chẳng hạn. Đúng không? Là đại đây chứ. Y với điều kiện x bằng x1 chẳng hạn. Thì nhá, ở đây đã cố định x bằng x1 đây rồi. Đúng không? Thì y đây, mình sẽ lấy là gì? Từng cái giá trị đúng không? Xác suất để y bằng y1 sẽ là cái này. Và chia cho tổng này này. Đấy, y bằng y2 là lấy cái này chia tổng này. Và y3 là cái này chia tổng này. Đấy vậy thôi. Ok. Đấy thì từ đấy mình sẽ tìm được đúng không? Rồi sau khi đó mình sẽ có là EX, V đúng không? E với cả V bình thường tìm ra. E ở đây là E của có điều kiện, V ở đây là V có điều kiện. Đấy. Và ấy, những cái đề kiểm tra này, đề kiểm tra thật kỳ trước này.
Nó có một câu nó Ừ. vào đây, em thấy đúng không? Tính lãi suất kỳ vọng khi đầu tư vào loại cổ phiếu A với điều kiện lãi suất cổ phiếu B bằng 0, chắc chắn là mình từ cái bảng to này phải lập ra cái bảng có điều kiện rồi đúng không? Xong mình mới tính được E. Đấy, nó là trung bình mà. Trung bình mình sẽ tính E thôi. Đấy, kỳ vọng hoặc là trung bình đều là E đấy, đã nói rồi. Vậy thôi. Rồi, đấy nhá, nói qua qua rồi thì bây giờ nhá, mình sẽ ghi công thức. Ở đây ý, cái đề này này, mình thấy người ta hỏi cái gì? Hỏi mình tính cái PXY đúng không? PXY. Thì mình phải nhớ công thức PXY này đã, mình sẽ cùng ghi nhá. PXY. PXY. Sẽ bằng này. Sẽ bằng ghi công thức. Đây, mình ghi vào đây ghi công thức á. Nó sẽ là một cái phân số. Bên trên là cốp. Ok. Bên trên là cốp, đúng không? COV chấm phẩy y. Cốp xy chia cho sigma y. Không? Tất cả hiểu đơn giản là gì? Độ lệch chuẩn của x và độ chuẩn của y ấy, thôi ghi một cách đơn giản nhá, là căn. Ghi một cách đơn giản thôi. Bản chất là ghi cốp kia xong rồi ghi căn à xong rồi ghi sigma biết thì mọi người không biết thôi mình cứ ghi như này đi căn vx nhân căn vi tức là mình tính ra v xong mình lấy căn đấy đúng không nhân căn vi đâu thế xong trong đó mình sẽ giải thích với nhau về cốp với cả các thứ nhá nhân căn vi đấy căn vi đây một cái đặc trưng trong này thôi. Đó, ok. Thì đây, công thức nó chỉ có như này thôi. Bây giờ mình sẽ giải thích những cái ở trong đây. Với cos x. Cos y thì bằng. Em biết cái này chưa? Chưa. À, với y bằng. Đấy, nó sẽ bằng là exy trừ e nhân ei đúng không? Exy trừ ex nhân ei nhân ei đó công thức là như vậy ok không trong đó ex và ei biết rồi ex thì mình sẽ tìm là gì mình lập bảng vừa xuất của x ra mình tìm ex lập bảng vừa xuất của y ra mình tìm ei wow Còn vâng, còn AI. exy nhá đây mình xuất phát này tức là nhá cái trung bình ấy thì như mọi lần rồi đúng không như mọi lần mình cũng làm bé là gì cái e nhá mình sẽ tính bằng này nếu mà ghi theo cái nghĩa tiếng Việt đấy thì cái e này nếu mà ghi theo nghĩa tiếng Việt đấy tức là mình hiểu là gì lấy cái giá trị đúng không và nhân với cả xác suất rồi tổng hết lại đúng không đấy có phải là ex thì em sẽ bằng là gì tổng tất cả các x nhân px không x1 nhân p1 cộng x2 nhân p2 cộng x3 nhân p3 e cũng vậy đúng không ei là gì x1 à đâu y ei sẽ bằng là i1 nhân p1 cộng i2 nhân p2 cộng i3 nhân p3 thì nhá cái esi sẽ tính như sau đây esi sẽ tính như này em thấy nhá ở đây exi tức là x và y đúng không x và y tức là em phải lấy cái giá trị này này nhân gì x cái giá trị đầu tiên của x và nhân đây tức là lấy 0,1 nhân âm 1 nhân âm 2 cộng 0,15 nhân mấy Không cái giá trị dòng sang dòng xuống ấy đọc sang xuống âm cái 1 âm và một 5 năm cộng 0,1 nhân âm 1 và âm một mười đấy cộng 0,05 nhân 4 và âm 2 hiểu không? vâng Lần lượt như vậy, đấy chính là EXY. Được chưa? Còn EX đúng và EY thì mình phải lần lượt ra. Đấy, EX thì rất đơn giản thôi. Em cần lấy giá trị này nhân tổng ba xác suất này đúng không? Tức là em lập thêm một cái này này, đây chính là xác suất của X này. Còn em lập Y thì em lập thêm cái cột này nhân xác suất của Y này đúng không? Tổng hết ba cái này theo đường thẳng này. Còn này thì tổng theo hàng ngang này. Đấy, thì em sẽ lấy cái này, cộng này nhân này là giá EX. Cộng này nhân này nữa đúng không? Còn đây là lấy này nhân này, cộng này nhân này, cộng này nhân này. Đó, còn EXY là tính như vừa rồi. Xong, xong cốt chưa? Rồi. Đấy. Còn ấy cái căn VX và căn VY rất là dễ thôi. Mình lại phải tìm ra VX và VY xong mình lấy căn. Đấy, trong đó VX thì bằng là gì? EX bình trừ X tất cả bình. VY thì bằng là EY bình trừ EY tất cả bình. Đấy. Trên này nó nói này. V đúng không? V viết đã nói rồi. V thì rất là dễ. À, đây. Đấy, căn VX gọi là độ lệch chuẩn mà.
và nó có thể ký hiệu là sigma đấy. Ở trong sách thì sách hiệu là kiểu này, sigma x và sigma y. À, ở đây anh ghi đơn giản là anh ghi căn vx và căn vy thôi cho dễ, được không? Đấy, trong đó em phải tính vx như này, xong em lấy căn là được. Xong nhá, thấy một bài này khá là dài. Và ok, thì để làm cái này thì nó khá là dài, thì anh sẽ minh họa bằng một cái câu trong sách bài tập nhá. Được rồi, cậu làm cái câu sách bài tập trước đi. Đấy, coi như là bây giờ mình nhắc cái lý thuyết này. Đấy, xong mình làm bài tập trong sách bài tập. Đấy, bởi vì bản chất là anh cũng chưa chỉ cái này trên kênh ấy, cái P này anh chưa chỉ trên kênh. À, và em ghi chú thêm một cái nữa. Đấy là ấy, cái PXY này nó sẽ biểu thị, đúng không? Cái xu hướng biến đổi của y khi mà x thay đổi. Đấy, được không? Xu hướng biến đổi đây. Đấy, ý nghĩa của nó nhá. Ý nghĩa của nó này là cái PXY này ấy, PXY nó sẽ biểu thị sự thay đổi của y, đúng không? Khi x thay đổi, khi x thay đổi, cụ thể nhá, cụ thể nếu mà PXY lớn hơn không, này này, lớn hơn không nhá, suy ra một cái điều đấy là gì? Khi tức là x và y thay đổi cùng chiều ấy. Đấy, x và y thay đổi cùng chiều, tức là x tăng thì y cũng và ngược lại, đúng không? Và ngược lại đấy là gì? Khi mà px y nhỏ hơn không thì đấy nó ngược chiều thôi, đúng không? Nhỏ hơn không thì x và y sẽ thay đổi ngược chiều. Đó, xong rồi. Đấy là tất cả cái lý thuyết về cái p này mình cần phải nhớ. Đó, em thấy đề chưa? Em thấy rồi ạ. Bài 2.55 đấy, text bài tập trang 50 nhá. Thì nó cho mình đây, người ta bảo là gì? Từ việc theo dõi chi phí x cho quảng cáo và doanh số bán hàng y, đúng không? Tức là gì? X là cho quảng cáo nhá, chi phí quảng cáo, còn y là doanh số bán hàng. Đấy, đơn vị x và y đều là triệu đồng trên một tháng của một công ty. Người ta thu được bảng phân phối xuất đồng thời như sau. Đấy, đây là bảng phân phối xuất đồng thời, tức là hai chiều đấy. Thì có mình có x và có y như này, đúng không? X những các giá trị như này và y những các giá trị như này, đồng thời các xác suất như này. Đấy, ý A là gì? Tính giá trị trung bình là phương sai của doanh số bán hàng. Còn ý B là gì? Tính giá trị trung bình là phương sai cho chi phí quảng cáo. Ý C, nếu chi phí quảng cáo là 1,5 triệu đồng thì trung bình doanh số là bao nhiêu? Bài D, nếu muốn doanh số là 300 triệu đồng thì trung bình chi phí cho quảng cáo là bao nhiêu? Ý E là tính PXY và cho biết xu hướng biến đổi của doanh số khi tăng chi phí quảng cáo. Rồi, vậy mình sẽ cùng làm với nhau. Đầu tiên này, người ta bảo là tính giá trị trung bình là phương sai của doanh số. Thì đề nó gọi doanh số là gì? Đúng rồi. Y, đúng không? Tức là mình phải tính EI và VI. rồi, phải Y. Còn ý hai là gì? Tính EX và VX, đúng không? EX, VX. Đấy, người ta bảo là nếu chi phí cho quảng cáo là 1,5 triệu đồng thì trung bình của doanh số là bao nhiêu? Tức là đây là gì? Tìm vẫn là trung bình, đúng không? Vẫn là E, nhưng mà nó có điều kiện rồi. Đấy, chi phí quảng cáo là từng này, có điều kiện, đúng không? Còn đây là gì? Nếu doanh số là từng này thì trung bình vẫn là tính trung bình, vẫn là tính E, nhưng mà nó lại có điều kiện rồi, đúng không? Xong sau đó ý cuối là tính PXY và cho biết xu hướng biến đổi của doanh số khi mà tăng chi phí quảng cáo. Đấy, đã bây giờ là gì? Tất cả ấy, những cái này nó sẽ liên quan đến nhau, đúng không? Ý E mình làm được thì mình phải liên quan đến ý A và ý B, bởi vì tí nữa mình phải lấy SI chứ X như này Y mà, đúng không? Đó, ok. Mình sẽ ứng dụng vào bài này trước. Đầu tiên này, để tính ra được giá trị trung bình là phương sai của doanh số bán hàng thì mình phải lập được bảng phân phối xuất của Y trước, đúng không? Bảng phân phối xuất của Y thì anh sẽ lập trên này nhá. A này, A có bảng phân phối xuất của Y như sau. Và phân phối xác suất của y. Đấy, thì như đã nói trong lý thuyết rồi. Đấy là ấy, đây là bảng phân phối xuất của y, cho nên y vẫn nhận các giá trị nào? Đúng rồi, y đây, y nó theo hàng ngang, đúng không? Thì nó nhận ba giá trị, đấy là 100, 200 và 300. 100, 200 và 300. Với xác suất thì mình đã nói rồi, đúng không? Xác suất của y sẽ là tổng theo hàng dọc, tức
là 100 này thì nó xác suất của nó sẽ là gì? Cái này cộng cái này cộng cái này. Đấy, của 200 sẽ là cái này cộng cái này cộng cái này, và của 300 sẽ là cái này cộng cái này cộng cái này. Đấy, thì mình cộng vào xem nào. Đầu tiên là 100 sẽ là 0,15 cộng 0,05 cộng 0,01 thì bằng nhiêu? Bằng 0,21. 0,2 đúng không? 0,21 đúng không? Vâng. Tiếp theo. Không phải 35. 0,35 đúng rồi. Đấy, 0,1, 0,2, 0,05 là 0,35. Và cuối cùng là 0,44. 0,44, ok. Tổng lại bằng 1 chưa? Đằng ngoài. Đấy, chắc chắn tổng phải bằng 1 nhá. Được. Rồi xong. Thì sau khi mà mình đã có bảng xác suất của Y rồi thì mình có tìm được EI và VI rất là bình thường không? Nó lại như là một chiều thôi, đúng không? Vâng. Đấy, hai chiều biết cái này rồi nó lại thành một chiều. Vậy mình sẽ có là gì? Y. E, Tính nghe y. EI và V. đấy, nó hỏi là tính mà tính trung bình và phương sai đấy thì tính EI thôi. Công thức EI là gì nhỉ? Như đã nói rồi, công thức E lúc nào cũng vậy, nó sẽ lấy là gì nhỉ? Tổng cái giá trị đó nhân với xác suất đó lần lượt thôi đúng không? Tức là bằng 100 Vâng. nhân 100 nhân 0,21 cộng cộng 200 nhân 0,35 cộng 0 ăn cộng 300 nhân 0,44. đấy, ra đáp án rồi đúng không? Rồi. Vâng. 223. Ok. Tiếp theo đến VI. VI thì bằng là gì nhỉ? EI bình trừ đi EI. Cả bình không? Đây anh đã chỉ công thức rồi nhá. Tất cả bình. Và E tất cả bình thì rất là dễ thôi đúng không? E tất cả bình là gì? Lấy 223 bình lên là xong. Tuy nhiên EI bình là gì? Nhớ là chỗ nào có y mình thay thành y bình. Cái này mình đã học ở trong từ lớp 12 rồi đúng không? Đấy, tức là Vâng. như kiểu là fx bình thành fx bình thì chỗ nào có x mình thay là x bình. Vậy bây giờ ei thành ei bình, chỗ nào có y mình thay là y bình. Đấy, với ei bình nhá. Ei bình bằng thì chỗ nào có y mình thay là y bình thôi. Đây trên công thức này này. Đấy, y nó là 100 đúng không? Thì đây sẽ là 100 bình nhân 0,21 vẫn vậy đúng không? Vẫn là xác suất như Vâng. thế. Cộng 200 bình Nhân 0,35. nhân 0,35 và cộng 300 bình 300 mình nhân 0 0,44 xong. Đấy, vậy bấm máy ra bao nhiêu, xong từ đó mình sẽ chia được VI không? Đấy, thì bằng E bình trừ E tất cả bình nghe xong. Thế bằng cái này này và trừ đi 223 bình. Đấy, mình đã có kết quả rồi. EI bình là 5.700. 55.700 à? Vâng. Kết quả là 5971. 5971. Vâng. Đấy, mình có thể xem đáp án ở sau sách ấy, nó cũng sẽ có đáp án đúng không? Nó cũng sẽ là như vậy. Ok. Đấy thì tương tự nhá, mình sẽ tìm ra e, EX và VX đúng không? Vâng. Em làm trước đi. Vâng. Chút xíu để anh làm cái file giấy trắng để ghi đã. Ở đây hết Vâng. chỗ. Ok, đấy, mình đã có file giấy trắng rồi. Thì bây giờ nhá, đến ý B này. Ý B tính giá trị trung bình ở phương sai cho quảng cáo, đấy, cho chi phí quảng cáo mà người ta gọi là X, cho nên mình sẽ tính cái S và VX bình thường. Thì như vừa xong thôi đúng không? Để mà tính được thì mình cũng phải tính ra được cái gì nhỉ? Bảng phân suất của X đã. Bảng phân phối xác suất của X. Xong sau đó mình mới tìm được S VX. Đấy. Trong đó bảng phân suất của X thì mình sẽ có là X và P đúng không? Thì đây là bảng phân suất của X, cho nên X sẽ nhận cái giá trị là gì? Theo hàng dọc. Cụ thể đây, nó sẽ là gì? X đây đúng không? Những cái giá trị là gì? Vâng. 1, 1,5 và Một, hai. 1, 1,5 và 2. Đó. Thì xác suất thì tương tự đúng không? Đấy, như đã nói rồi. Y thì mình sẽ xác suất tổng theo hàng dọc. Còn x thì xác suất tổng theo hàng ngang. Đấy, bởi vì x bằng 1 thì nó biểu thị trong ba cái này mà. Bằng ba cái này. Đấy. 1,5 biểu thị bằng ba cái này. Đó, đơn giản vậy thôi. Thì nó sẽ là
Nếu mà x bằng 1 thì xác suất của nó sẽ là 0,15 cộng 0,1 và cộng 0,04 bằng nhiêu? 0,29. 0,29. Tương tự như thế thì ở đây mình sẽ tìm được gì nhỉ? X bằng 1,5 thì nó sẽ là 0,05 cộng 0,2 và cộng 0,15. Thì nó ra là Vâng, không. 0,4 à? Vâng, không phải 4. 0,4. Còn lại là cái kia thôi. Đấy. 0,01 cộng 0,5 và cộng 0,25 là 0,31 à? Vâng, không phải là một. Rồi xong, tổng chắc chắn là 1 nhá. Đấy. Vâng. Thì sau khi mà có bảng hợp xuất của x rồi, thì mình có tìm được e của vx rất là bình thường không? Đấy. Đúng. E bằng 1 nhân 1 nhân 0,29. à. Sau đó cộng 2 nhân 0,31 đúng không? Tất cả. Đấy, tổng lần lượt xác suất nhân với cả cái giá trị của nó thôi, à, nhân nó rồi. Xong sau đó mình tìm ra Vx. Đấy, Vx cũng rất đơn giản. Bằng cách lấy Ex bình trừ Ex cộng bình. Mấy công thức này là ở biến ngẫu nhiên mà một chiều đúng không? Đổi dạng một chiều. Trừ Ex tất cả bình. Đó, xong. X là 1,51. 1,51 đúng không? Vâng. Xong sau đó là gì? Bây giờ Ex bình rất là dễ thôi đúng không? Chỗ nào có X mình thay X Vâng. bình. Thay luôn ở đây nhá. Vâng. 1 bình nhân 0,29 cộng 1,5 bình. Đấy, chỗ nào có X bình thôi. Đây, X cơ ba trị này bình hết lên. Nhân 0,4 cộng 2 bình nhân 0,31 do trừ đi EX tất cả bình là 1,51 bình không? Ừ. Đấy, ra kết quả luôn. Wow, xong. Vậy là xong ý A và ý B rất là đơn giản. Đấy. Vx bằng 0,1499. Ok. Đó. Thì các bạn trong sách cũng vậy đúng không? Vâng. Ok. Xong ý B. Đấy, xong ý A, B rất là dễ. Tiếp theo đến ý C. Ý C ấy, đấy là gì? Nếu chi phí cho quảng cáo là 1,5 triệu đồng thì trung bình của doanh số là bao nhiêu? Tức là người ta muốn mình tìm cái gì nhỉ? Theo đề ấy, người ta muốn mình tìm gì? Tức là đề này người ta cầu tìm E gì? Yeah, Nhỉ? Người ta hỏi là gì? Trung bình của doanh số. Doanh số người ta gọi là y Y đúng không? Đấy, EY với cái X bằng bao nhiêu? với điều kiện x Đây người một ta nói này. Đúng rồi. phẩy Chi phí quảng cáo là 1,5. Tức là X 1,5 á. Đó. Thì bây giờ thì nhỉ? Người ta muốn mình tìm E này thì tìm được thôi. Nhưng mà đầu tiên phải lập bảng hợp xuất đã đúng không? vâng. Bảng hợp xuất trước. Bởi vì bản chất là gì? Có bảng hợp xuất thì mình mới tìm được cái E này đúng không? Đấy. Thì bảng hợp xuất này là bảng hợp xuất của E. À từ từ, của Y chứ. Để tí mình tính cái E ý. Y với điều kiện X bằng 1,5 đúng không? Tức là bây giờ là gì? Mình sẽ tìm này. Y với điều kiện X bằng 1,5. Còn dưới này là P đúng không? Phải đó. Đó. Thì bây giờ ấy, mình sẽ lập bảng này. Thì bây giờ bản chất như đã nói rồi. Đây vẫn là tìm bảng hợp xuất của gì? Của Y thôi đúng không? Của Y với điều kiện Vâng. này. Tức là vẫn là của Y thôi. Cho nên Y với các giá trị là gì? Đây. 100, 200 và... 300. Đấy, mình điền vào thôi. 100, 200 và 300. Đó. Việc của mình bây giờ là tính nốt cái các cái xác suất ra là được, đúng không? Và như anh đã nói rồi, để tính ra các cái xác suất này ấy, thì rất là dễ thôi. Bây giờ ấy, y bằng 100 với điều kiện x bằng mấy? X bằng 1,5 đúng không? Vâng. Thì nó sẽ cố định cái này ở 1,5 là ở giữa đúng không? Đây 1,5 ở giữa. Đấy, tức là bây giờ là gì? Như anh đã nói rồi, như kiểu bây giờ ấy em với điều kiện x bằng bao nhiêu ấy thì em sẽ tổng hết các số ở đây này. Xong tí nữa ấy, ví dụ cái giá trị đầu tiên em chỉ lấy cái này chia sang, xong giá trị thứ hai em chỉ lấy cái này chia sang, giá trị thứ ba em chỉ lấy cái này chia sang thôi. Thì bản chất là gì? Mình xuất phát nhá. Đây, nói lại một chút về cái lý thuyết này. Xuất phát từ gì? Xuất phát từ PB với điều kiện A sẽ bằng PAB chia PA. Đấy, thì bây giờ là gì? PI bằng 100 với điều kiện x bằng 1,5 đúng không? Vâng. Thì nó sẽ bằng là gì? PI bằng 100 và PX bằng 1,5 chia PX bằng 1,5. Đấy, thì bây giờ PI bằng 100 và PX bằng 1,5 thì có phải nó dòng xuống và dòng sang gặp nhau tại đây không? Vâng. Và chia cho PX bằng 1,5.
Đấy, xuất phát từ công thức như vậy thì PX bằng 1,5 như đã nói rồi, nó sẽ là tổng ba cái này. Đấy, và nãy PX bằng 1,5 thì mình đang lập ở bên trên rồi đúng không? PX 1,5 là ra 0,4. Được chưa? Đấy, đấy là 0,4 này. Tức là em chỉ cần lấy là gì? Cái giá trị đầu tiên này em chỉ cần lấy 0,05 chia 0,4. Giá trị thứ hai em chỉ cần lấy 0,2 chia 0,4. Và giá trị thứ ba em chỉ cần lấy 0,15 chia 0,4, hiểu không? Đấy, thì em sẽ ra thôi. Thì lần lượt là bao nhiêu? 0,05 chia 0,4 nó ra 0,2 ạ. À, từ từ không ạ? À? Đúng không? 0,05 chứ 0,4, 0,125. 0,125. Còn thứ hai là 0,2 chứ 0,4 là ra 0,5 đúng không? Sửa mà. Đấy, cuối cùng là sẽ là cái này. Cái này bao nhiêu? 0,375. Tổng vào lúc nào phải bằng 1 nhá. Đấy, mình đã tìm ra bảng hóa xuất có điều kiện rồi thì mình có tìm được E bình thường không? Có. EI với điều kiện E bằng 1,5 dễ rồi. Đấy, biết là gì? Lấy tổng này cái giá trị của nó và nhân với xác suất của nó. Đấy sẽ bằng 100 nhân 0,125 cộng 200 nhân 0,5 cộng với cả 300 nhân 0,375 bình thường đúng không? Nó bằng bao nhiêu là xong rồi. Rất là dễ. Đó. Đấy, vậy là xong vì C, dễ đúng không? Tiếp theo mình nhìn đi, mình làm màu tím đi, sắc màu luôn đi. Đấy. Ok. Đấy, nó đang ở trong sách thì em thấy là nó bằng 225 ấy. Em xem nó có bằng 225 không? Có 225. Đúng rồi, 225 và nhớ ghi đơn vị nhá, để triệu. Đấy, E gì thì nó sẽ cùng đơn vị với cái đó, để EI đúng không? Thì nó vẫn cùng đơn vị với Y thôi. Y và X đấy người ta nói luôn là triệu. Và đây sẽ là triệu. Đúng không? Triệu. Em có thể ghi đơn vị thêm ở đây nữa, EX cũng sẽ là triệu. Còn V thì em không ghi đơn vị nhá. Bởi vì V bản chất nó bị bình lên rồi. Triệu nếu mà ở đây em sẽ ghi là triệu bình. Đấy nhưng mà không ghi được. Còn E thì em nên ghi theo đơn vị của X và Y gì đấy. Ok. Rồi xong, tiếp theo là ý D. Ý D người ta bảo mình là gì? Đây mình sẽ đọc D. Nếu muốn doanh số là 300 triệu đồng thì trung bình chi phí cho quảng cáo là bao nhiêu? Đấy thì bây giờ người ta bắt mình tìm EX rồi đúng không? X là chi phí quảng cáo mà. Người ta hỏi trung bình chi phí quảng cáo. Đấy vậy EX với điều kiện Y bằng bao nhiêu? Đúng không? EX với điều kiện Y bằng 300. Thì bây giờ ấy, như đã nói rồi, để mà mình tìm được E thì rất là dễ thôi. Đầu tiên mình cứ tìm ra bảng phân phối xác suất trước. Có bảng thì mới có tìm được đúng không? Mình sẽ tìm bảng phân phối xác suất của x với điều kiện này 300. Đấy, đây như đã nói rồi, đây bản chất vẫn là gì? Tìm bảng phân phối xác suất của x thôi, đúng không? X với điều kiện y thì bản chất vẫn là của x. Đấy, điều kiện gì nói sau. Vậy đây sẽ là gì? Vẫn là của x, đúng không? Thì nhá, đây x này với điều kiện y bằng 300. Thì ở đây này, mình cũng sẽ có x và p. Trong đó x vẫn nhận được giá trị là gì? Đây là x, cho nên nó vẫn nhận được giá trị là 1, 1,5 và 2 không? X đây. Đúng không? 1, 1,5 và 2. Đấy. 1 này. 1,5 này. Và 2 này. Sau đó ấy, mình chỉ cần tính các xác suất ra là được. Đúng không? Tính xác suất ra giống như vừa nãy thôi. Đấy. Xuất phát từ cái công thức là gì? PB với điều kiện A bằng PAB chia PA. Đấy. Đây cũng vậy này. PX với điều kiện Y xem là gì nhỉ? PXY chia cho PY thôi. Ở đây là Y bằng 300. Đó. Thì ấy, cái PY bằng 300 thì mình đã lập từ nãy rồi đúng không? Y 300 đây, có phải là 0,44 không? Đấy, tức là như này này. Mình sẽ theo cái hàng dọc này này là 0,44 ở đây. Xong ấy, lần lượt đúng không? Ví dụ mình muốn tính là gì? PX bằng 1 thì chỉ cần lấy 0,04 chia 0,44. Còn bây giờ PX bằng 1,5 thì sẽ là gì? 0,15 chia 0,44. Còn bằng 2 sẽ là 0,25 chia 0,44. Đúng không? Vì lúc đó là gì? Y luôn bằng 300 mà nó sẽ cố định ở cái cột này rồi. Bây giờ X bằng 1 thì nó sẽ kết hợp vào X bằng 1 và Y bằng 300. Vậy là cái này không? Nó chia cho tổng của xác suất của y đấy là 0,44 đấy. Còn cái tiếp theo là 1,5 và 300 thì nó lại là cái này. Xong mình lại lấy chia cho 0,44. Còn 2 thì mình cũng lấy cái này, đúng không? Chia 0,44. Bởi vì bản chất là xác suất của y bằng 300 là 0,44 mà. Đấy, mình chia lần lượt thôi. Ok không? Đấy, thì mình chia thôi. Cái giá trị đầu tiên sẽ là 0,04 chia 0,44 bằng nhiêu? 0,0909. Tiếp theo mình sẽ lấy là gì? 0,15 chứ 0,44. Không
0,3409. Và cuối cùng. Và ở đây em bấm ra nó chỉ có bốn chữ số này thôi đúng không? Không phải bốn chữ số rồi đúng không? Hay là nhiều hơn? Cái đầu thì là nhiều hơn nhưng mà nó cũng lặp lại là 0909 như thế. Ok, nếu mà nhiều hơn nhá, nếu mà nhiều hơn thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ để luôn cái phân số. Vâng. Đây, tí nữa nhân ra cho dễ, nhân ra cho đúng ấy. Thì nếu Vâng. mà P1 này thì mình sẽ lấy là gì nhỉ? 0,04 chia cho 0,44, tức là nó sẽ bằng là 4/44 đúng không? Bấm xong nó sẽ bằng 4/44 đúng không? Vào vòng 1/11 cái quận. Sẽ 4/44 được. Còn cái này sẽ là 15/44 không? Vâng. Và cuối cùng sẽ 25/44 à? 0,25 chứ 0,44 sẽ là Vâng. 25/44. Đấy thì bây giờ ấy mình sẽ tính E bình thường không? Vâng. Bằng cái gì? 1 nhân 4/44 cộng 1,5 nhân 15/44 và cộng 2 nhân 25/44, ok chưa? Xong. Đấy, quả thôi. 153/88 Rồi thì bây giờ làm tròn ra bao nhiêu? bằng 1,73863 1,7386 triệu. Xong. Ok, hiểu chưa? Đấy, vậy xong vâng. D rồi. Đấy, rất là dễ thôi đúng không? Đấy, lập mấy cái bảng này cũng rất là dễ. Và tiếp theo mình sẽ đến ý cuối cùng này. Đấy, đấy là đến ý E. Tính PXY và cho biết xu hướng biến đổi của doanh số khi tăng chi phí quảng cáo. Rồi, thì tính PXY bình thường thôi. Ý E, PXY. Thì đầu tiên phải tính PXY trước. Đấy, nói rồi đúng không? PXY sẽ bằng cái gì? Cốt xy Trong thiết nói rồi đúng không? Cốp x chấm phẩy y chia cho căn căn v vx nhân căn căn vx. vi, trong đó vx và vi có rồi đúng không? Đấy mình tính vx và vi ở ý a và ý b rồi. Đấy, đây Vâng. vx đây, còn vi ở ý a. Đấy, vậy thì mình đã có cái mẫu rồi đúng không? Vấn đề mình bây giờ chỉ cần tính cái tử thôi. Với cốp xy bằng cốt xy nhá sẽ bằng cái gì? Thì như đã nói rồi, nó sẽ bằng exy trừ x nhân ai không? Trừ x nhân ai. Ex nhân ai có chưa? Có rồi. Đúng rồi. Ex mình đã tìm ở ý B, EI mình đã tìm ở ý A. Bây giờ mình chỉ cần lấy Ex nhân ai thôi là xong. Vấn đề của mình bây giờ chỉ cần tìm ra Ex y. Mình nói anh đã chỉ rồi đúng không? Ex y sẽ bằng. Mình chỉ cần lấy là gì nhỉ? Xác suất này và nhân với cả những cái tạo ra nó ở trong đây có cả x và y và tính ấy thì sẽ tính trên cái bảng này luôn. Đấy anh xóa đi nhá, chỉ lên đây này. Theo dễ này. Đây là gì? Mình sẽ cộng lần lượt đúng không? Ở đây có 9 cái xác suất thì mình cộng cả 9 cái xác suất. Đấy, nó sẽ là gì? Đầu tiên là 0,15 nhân cái giá trị tạo ra nó. Đấy, sẽ Nhân là một 0,1 nhân giá trị tạo ra nhân trăm nó. Đúng không? Đấy, 0,04 nhân giá trị tạo ra nó. Xong lại cộng tiếp 0,05 nhân giá trị tạo ra nó, cứ dòng sang dòng xuống thôi và nhân với cái giá trị ở bên ngang và bên dọc như thế. Đấy, lần lượt nhá. Thì đầu tiên sẽ là vâng 0,15 nhân nhân 100 và nhân với 1 đúng không? một 0,15 nhân 100 và nhân 1 đúng vâng. không? Cộng giá trị thứ hai ấy, đây là 0,1 nhân mình cộng theo hàng Nhân ngang đi, hai xong cộng hàng dọc sau. 1 nhân hai nhân trăm 200 đúng không? Cộng 0,1 này, đấy giá trị tạo ra nó là 1 và 200. Mình sẽ cộng 0,1 nhân 1 nhân 200. 0,1 nhân 1 nhân 200. Đấy. Tiếp theo cộng tiếp đúng không? vâng Giá trị thứ ba ở đây là bao nhiêu? 0,04 nhân hơn 300 1 nhân 300 đúng không? 0,04 nhân 1 nhân 300 cộng. Tiếp theo này, xong hàng ngang rồi mình xuống hàng ngang thứ hai, 0,05 nhân không phải 05 nhân 1,5 và nhân với cả nhân 100 0,05 này có hai giá trị tạo ra nó là gì? Đây, x thì bằng là 1,5 và y thì bằng là 100. Đấy, vậy mình sẽ lấy là 0,05 nhân 1,5 nhân 100. Ok. 0,05 nhân 1,5 nhân 100. Tiếp theo cộng. Bao nhiêu đây? Đến 0,2 nhân bao nhiêu? 0,2 nhân 1,5
có vậy ra 200. 0,2 nhân 1,5 và nhân 200. 0,2 nhân 1,5 và nhân 200. Tiếp theo cộng tiếp bao nhiêu? 0,15 nhân 0,15 x 1,5 lên 300. 0,15 nhân 1,5 nhân 300. Đấy, cái S thì tính hơi dài tí. Cộng tiếp này. Đến 0,01 đúng nhân mấy? Nhân 2 nhân 100. 0,01 nhân 2 nhân 100. Cộng tiếp. 0,05 nhân 2 nhân 200. 0,05 nhân 2 nhân 200. Và cộng tiếp cuối cùng đúng không? Giá trị Vâng, cuối cùng không. đây là 0,25 nhân Nhân 2 nhân 300. 0,25 à? Vâng, không phải 25. Ok, em bấm đi nhá, anh lười quá anh không bấm Vâng. Đợi em siêu tính. dài. Ok đấy, có xi là xong tất cả đấy, vì xi có rồi này, cũng như là vx vy có rồi đấy, thay vào là xong. Dài quá. Sai mà 354. đúng không? 34 đúng không đấy? Ok, 354 xong. Vậy mình có tất cả chưa? Có Anh lấy màu khác đi, màu đen là nhìn rối quá. Ok, suy ra cốp trước nhá, mình suy ra cái tử trước đi. Cốp xi bằng này, lấy xi tức là 354 trừ s nhân xi là bao nhiêu? S nãy mình tìm bao nhiêu, e mình tìm bao nhiêu nhỉ? S trên này 1,51 không? Đúng 1,51 nhân EI là 223. đây, E bằng 2,3, bằng nhân với nhau bằng nhiêu? Trừ luôn nhỉ anh? Đúng không? 34 trừ này, đấy là nó ra cái tử rồi mà. Bằng 17,27. Ok, rồi phải 27. Xong. Rồi mình đã tìm được cái PXI chưa? PXI sẽ bằng như sau. Tìm 17,27 chia này căn VX VY, VX là bằng bao nhiêu? Căn VX. VX là mình cũng đã tìm ở trên đây rồi đúng không? VX Vâng. bằng 0,1499. 0,1499 nhân căn VI bằng bao nhiêu? Đây. 5971. Căn 5971 đúng không? Ok. Vâng. Ok, vậy em bấm ra đi, kết quả bao nhiêu? Thế là xong rồi đấy. Ok, nó cũng rất là dễ thôi, nó mỗi tội nó hơi dài một chút. Vâng. Dễ hơn, thấy em thấy nó dễ hơn cái mà tìm A, nếu phần A thì tìm hệ số A thì được rồi, nhưng mà xong rồi nó hỏi cái phần B của nó thi thoảng lại là thời gian T, xong rồi có cái À, biết biết mấy biết. cái đấy Đấy khó lắm. đấy là trong cái biến nhân liên tục nó sẽ hỏi như vậy, tìm xác suất rồi tìm thời gian bảo hành các thứ ấy. Đấy đấy, tìm cái xác suất với tìm thời gian bảo hành khó. 0,57725. Rồi, mình 0,57 được. Trong sách thì tao cũng để 0,57 thôi. Thì bây giờ mình thấy là gì? Ta có, ở đây người ta còn bảo là gì nhỉ? Nêu cái xu hướng biến đổi của doanh Xu số khi tăng chi phí quảng cáo. Vậy mình bảo là gì? Do này, ta có đi. VXY như thế nào so với không? lớn không? Lớn hơn không? Chỉ là có mối quan hệ cùng chiếu tức là gì nhỉ? Suy ra, Y có xu hướng như nào khi X tăng? Xứng tăng. Đúng không? Cùng chiều mà. Xuống tăng khí tăng vậy thôi. Thế là xong. Xong câu này rồi. Đấy, mình đã chữa xong một câu sách bài tập rồi nhá. Rất là dễ vậy thôi. Đấy, cụ thể nó là như vậy. Đấy, và sau khi này chắc em hiểu hơn về cách tính PXI rồi đúng không? Vâng.